Đây là công thức pha bột bánh ít gói lá chuối mà mình đã tìm và nghiên cứu rất là lâu rồi. Làm thế nào để cho cái bột bánh ít nó vừa dẻo, vừa mềm mà có cái độ giòn giòn ở trong đó. 300 g khoai tây và khoai lang ngọt hấp chín, sau đó tán nhuyễn. Mình cho khoai lang ngọt vô để cho cái vỏ bánh đó, nó có cái độ ngọt một chút ngon hơn. Vì khoai lang á, ngọt á, thì nó mềm, nó làm cho cái bánh nó mềm. Mình cho thêm bột bán vào trong cái phần bánh ít màu xanh lá dứa. Cái bột bán này khi mà nóng thì nó dai, nhưng mà nguội rồi thì nó có cái độ giòn giòn rất là ngon. Mình chọn cái bột bán hiệu con gà hạt màu xanh lớn như thế này là cái bột bán ngon nhất. 80 g bột bán. Bắt một nồi nước sôi, cho bột bán vào mình luộc. Mình luộc đến khi nào mà cái bột bán mình nhìn mình thấy ở trong chính giữa nó có một cái còi trắng là mình tắt lửa. Lưu ý là mình luộc sơ thôi, mình không có luộc cái bột bán quá chín nha. Từ 60 đến 80 ml nước lá dứa, mình cho một chút xíu muối và 60 g đường. Nếu các bạn muốn ngọt hơn thì mình cho 80 g đường luôn nha. Bắt lên bếp nấu cho thật là sôi luôn. Cái bột bán nó còn cái còi trắng chính giữa như thế này là mình tắt lửa và đổ ra cái rây cho cái nước á, nó ráo một chút thì mình trộn bột nó dễ hơn. Và giữ nóng nha, giữ cái bột bán này nó nóng luôn. Mình cho 100 g khoai tây và khoai lang lúc nãy mình đã tán nhuyễn. 200 g bột nếp, mình cho 1 phần 3 cái phần bột nếp vô trước. Mình trộn cái bột nếp từ từ. Nếu các bạn cho cái bột bán mà nó ráo nước á, thì mình sẽ dùng cái nước lá dứa nhiều hơn. Nếu cái bột bán mà nó nhão quá, nó còn nước nhiều quá thì mình bớt cái lượng nước lá dứa lại nha. Rồi mình dùng tay để nhồi nó mới đều. Cái này là mình trộn bột bằng nước thiệt là sôi. Đó, mình nấu nước lá dứa thiệt là sôi luôn để cho cái bột bánh ít của mình gói xong á nó có cái độ giòn giòn nha. Rồi mình cho nước lá dứa vào từ từ thôi. Và cái bột bánh ít gói lá chuối này mình làm cái bột càng nhão thì cái bánh càng ngon. Nếu như mình nhồi cái bột mà khô quá, mình gói cái bánh khi mình hấp xong mà để nguội đó thì cái bánh nó sẽ khô cứng và không có còn cái độ dẻo nữa. Cho nên mình làm càng nhão thì cái bánh càng ngon. Rồi mình nhồi đã mịn hết rồi. Bây giờ mình đậy lại để một bên. Tiếp theo là mình đi pha cái phần bột màu đường thốt nốt. 80 g đường thốt nốt. Mình cho 160 ml nước. Một chút xíu xiêm muối. 100 g khoai lang và khoai tây. 200 g bột nếp, mình cho 1/3 lượng bột nếp vào trước để mình nhồi với nước đường. Nước đường này phải thật là sôi. Đó, bên này mình nhồi nước sôi á thì mình làm cái bột nó mới giòn được. Cái nước này nó sôi nó nóng. Nếu các bạn không có bao tay á thì mình dùng cái muỗng để mình trộn nha. Rồi mình nhồi đến khi nào mà cái bột nó mịn. Cái bột nó mềm tay như vậy. Mà một lát nữa mình bỏ phay môn vô thì nó hơi nhão hơn một chút nhưng mà rất là ngon. Mình cho 150 g khoai môn. Mình bào sợi xong rồi rửa cho thiệt là sạch nha. Rửa cho hết cái nước đục luôn. Sau đó mình để cho ráo nước rồi mình mới cho vào trong cái bột. Nếu khoai môn mà các bạn không rửa đó, để nguyên cái tinh bột đó, thì khi mình
hấp bánh xong nó chín thì cái khoai môn nó chín nó mềm luôn, nó không có giòn. Còn mình rửa cho hết cái tinh bột đó đi thì cái khoai môn á khi mà nó chín nó giòn giòn rất là ngon, nó không có mềm. Mình đậy lại để một bên. Mình pha tiếp cái phần bột màu tím lá cẩm, 160 ml nước lá cẩm, 60 g đường và một chút xíu muối, 100 g khoai lang và khoai tây mình toán nhuyễn, 200 g bột nếp, mình cho 1/3 lượng bột nếp mình nhồi trước. Cái nước lá cẩm này mình nấu cho thật là sôi. Khi mà các bạn nhồi bột nếp với nước sôi hoặc là nước ấm á, thường là nó sẽ dẻo và dính tay rất là nhiều. Vì thế mà các bạn phải thoa dầu cái tay trước khi mà nhồi bột thì nó đỡ dính. Cái công đoạn mà nhồi bột, nếu mà như các bạn mà không xem cho kỹ thì sẽ làm thất bại. Từ cái cách làm đến cái công thức, nếu các bạn nào mà ở bên Việt Nam thì các bạn mua cái bột nếp lọc á, mình cũng làm y chang như vậy luôn thì cái bánh ngon tuyệt vời luôn. Đây là cái công thức và cái cách làm trộn bột bằng nước sôi giống như là mình làm cái bột nếp lọc luôn, thì cho các bạn ở bên Việt Nam mình có thể làm được. Rồi đậy lại, mình để một bên nha. Cái phần nhân đậu xanh của bánh ếch gói lá chuối thì mình đã có chia sẻ trên cái video bánh ếch gân ngọt, cho nên mình bỏ qua cái công đoạn làm nhân ở đây để cho rút ngắn thời gian lại nha. Đây là cái dầu mà mình cho cái viên bột vào trong đây. Khi mà làm bánh ếch gói lá chuối mình cần dầu rất là nhiều. Trước tiên là mình thoa cái dầu vô cái tay trước. Bánh ếch thì mình làm cái nhân và cái bột á, nó nhiều hơn, nó lớn hơn là cái viên chè trôi nước nha. Và mình chia sẻ một cái kinh nghiệm rất là quý báu. Đây là mình khi mình làm cái bánh ếch gói lá chuối đó thì mình do cái viên chè, cái viên bột á, nó dài như thế này, mình để cái nhân ngay chính giữa rồi mình kéo cái bột lên cho nó dài dài như thế này để mình gói nó dễ và nó đẹp nữa. Cái lá chuối á, thì cái lá nhỏ, một lá lớn, lá nhỏ thì khoảng chừng hơn một gang tay đến hơn một chút xíu thôi, nhưng mà cái lá lớn á, là phải 2 gang tay á, thì mình gói nó mới đẹp, cái bánh nó mới khéo. Mình cuốn cái quặng thành cái quặng như thế này đây. Rồi mình cho cái viên bột vô nè. Cái viên bột nó dài đó. Mình để viên bột vô thì viên bột nó nằm im ở phía dưới góc nhọn ở dưới luôn. Cho nên cái bánh nó rất là đẹp. Và khi mà mình gói nó lại dễ nữa. Thấy không? Nó nằm gì nè. Nó nằm xuống dưới cái góc nhọn ở dưới luôn. Cái lá này hơi lớn một chút thì mình xé bỏ bớt thôi. Cái lá này cái độ chiều dài của nó hơi dài đó, thì càng cái lá dài á thì mình gói cái bánh ếch nó đẹp mà nó dễ gói hơn là cái lá nó ngắn. Cái cách này thì nó hơi hao lá nhưng đây là cái cách truyền thống nhất mà dễ gói nhất, cho ra cái bánh đẹp nhất luôn. Mình để cái bánh ngay cái góc xéo của cái lá lớn thì mình xếp một vòng, hai vòng và vòng thứ ba thì mình ốp vô cái bánh luôn nè. Mình bẻ cái góc nó vô luôn. Bên đây cũng vậy, bên cái mép bên đây cũng vậy. Mình bẻ một vòng, hai vòng và vòng thứ ba là mình ốp vô trong cái bánh rất là đẹp luôn. Tuy nhiên cũng có rất là nhiều cái cách để gói bánh ếch nha các bạn. Nhưng mà cái cách này là tương đối dễ nhất. Cho cái bánh đẹp á, cho cái bánh nó khéo, nó đẹp nhất á. Còn những cái cách kia thì cũng có nhiều người gói.
nhưng mà nó hơi rườm rà, nó khó hơn. Rồi mình để vào trong cái sửng hấp, mình để cái bánh nó nằm như thế này. Nó nằm như thế này thì cái bột á, nó chảy theo cái chiều của chiếc bánh. Mình chắc bánh một lớp thôi để cho có cái lỗ hơi, cái hơi nước nó lên được mà nó chín bánh. Mình hấp với lửa trung bình khoảng số 5 trong vòng 22 đến 25 phút, bởi vì cái bánh này nó hơi lớn. Muốn cho cái lá chuối nó không có bị khô và cái bánh nó đẹp hơn thì khi cái bánh còn nóng đó, mình ráp cái giấy ráp lại thì cái lá chuối nó không có khô. Nếu các bạn không muốn ráp cái giấy thì mình cứ để như vậy thôi, thì cái lúc đó cái lá chuối nó sẽ khô. Cái bánh ít lá chuối này đạt yêu cầu ngon là bánh phải dẻo nhưng mà mềm và có cái độ giòn giòn ở trong cái bột đó, thì cái bánh nó đạt yêu cầu là ngon nhất. Và khi mà ăn cái bánh đó, thì mình ăn nguyên một cái luôn, nó sẽ ngon hơn là mình bẻ ra từng chút nhỏ nhỏ. Cái gân, cái đường gân màu tím tím là khoai môn. Cái màu tím này thì mình thấy cái gân nó rõ hơn. Đây là cái bột bán nè. Các bạn nhớ là làm bột nho nhão nhão một chút thì cái bánh nó sẽ ngon hơn rất là nhiều nha. Cái bánh nó mềm, nó ngon lắm. Cái giòn nè, cái bột bán nó giòn giòn mà cái bột nó mềm, dẻo, ngon. Món bánh ít của mình đã xong rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.